Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình mời các bạn ngắm mấy cái trái ổi Thái Thái Silet của mình nè. Sau Tết rồi, qua Tết rồi hết bớt lạnh rồi mà mình thấy mấy em bự quá trời bự luôn các bạn ơi. Này, cây ổi này, trái này bự hay chưa? Cần cả phao, hơn cả phao luôn á. Đây một trái nữa nè. Cái cây này nè, nó nhiều trái ghê á, nó đậu, mình tưởng đâu không đậu chứ. Ai ngờ bên đây nó đậu mà ra coi lại thấy nhiều. Đây nè, một cặp nè ha. Đây một trái bự nè. Một trái nào trái nấy cũng một bao cái gang tay của mình luôn á. Trên đây nữa nè. Đó, rồi. Nổi cái cây này không á các bạn. Cái cây ổi Thái ít hộp á, Silet á. Ủa, Đài Loan chứ, ủa Đài Loan nó lộn. Mà trái nào trái nó bự đã thì thôi á, chín được hái được hết rồi á, cho nó mà tại vì mình chưa muốn hái để cho nó lớn một chút nữa, với lại cái trời tuần tới cũng sắp sửa mưa rồi, chờ tuần tới gần mưa cái mình mới hái cho nó thêm một ngày nào á, nó lớn thêm một ngày đó các bạn ơi, mới lớn mới phát lớn một tháng nay à, chứ hôm trước á, trước Tết đó mình ra mình coi thấy nó đâu có lớn vậy lắm đâu. Ồ, nhưng mà bây giờ ra coi lại thấy nó lớn, tại mình bao trong cái bao á các bạn. Xong bây giờ mình gỡ ra để mình coi, mình thay bao khác, tại vì á chặt bao hết rồi. Ôi da mà thấy nó lớn nè. Trời ơi, trái này nó lớn. Mới có tháng mà nó lớn nhanh ghê các bạn ơi. Khi mà nó gần chín rồi cái nó lớn nhanh, nó giống như mảng cầu vậy á. Đó các bạn thấy chưa, ổi Thái, ổi Đài Loan ít hột quá, Silet đen trái nữa này. Ồ, trái nào trái nấy bự rồi. Ồ, tính ra cũng được mười mấy trái cũng đã quá ha. Còn mấy trái này còn nhỏ nè, mình để nó đậu rồi mình để yên vậy, mình không có đụng đậy gì tới á, tại vì cái giống này khó đậu trái lắm các bạn ơi, đậu rồi cũng chưa chắc về mà lớn nữa. Mà ăn thì ngon ha, ăn thì ngon. Nên bây giờ mình thấy ngạc nhiên quá. Ui da nó bự. Mà nó bự ơi là bự luôn nè. Đó. Đó, nè, trái nào trái nó bự quá trời đã luôn ha. Trồng trong cái chậu 25 ga lông chứ nhiêu. Mà qua Tết rồi chừng cách đây chừng tháng 2 3 tuần gì đó không biết nữa, quên rồi. Mà giờ coi lại thấy nó chặt bịch rồi á, coi lại đi đổi bịch khác thì nó bự quá trời luôn, là nó chín, hổm nó chín một trái vàng mình hái mình ăn rồi, ngon quá trời ngon luôn. Bây giờ mấy trái này chắc là sẽ hái vô để review các bạn ha. Các bạn trời ơi, nó bự thấy đã ha, mà cây ổi nó sạch sẽ nghe chưa, không có lá đen đen, không có bị sâu rầy như mấy năm trước nha, không có bị sâu rầy như mấy năm. Cái giống ổi này khó đậu trái nha, mà nghe người ta nói bỏ phân nhiều thì nó mới đậu. Mình cũng bỏ phân bình thường vậy thôi, ba số 14 rồi phân bon meal này nọ đó, mà sao đợt này nó đậu trái mà nó mau lớn quá các bạn à. Ồ, nó lớn nè, mau lớn thấy hàm ha. Đó, được tới cũng khoảng chục trái bự á, 4 5 6 ở bên này nữa, bên này được mấy trái bự nữa nè. Đó, các bạn thấy ham chưa, mình hôm nay khoe cho các bạn thấy cây ổi Đài Loan ít hột của mình Silet á, mà nó phát dễ sợ, nó tốt dễ sợ luôn. Rồi đây đây là cái cây ổi Đài Loan mà ruột hồng á, Đài Loan mà ruby á các bạn. Đây được một trái bự này, một trái này là hái vô bảo đảm luôn á, để mình quay xong rồi mình hái đem review cho các bạn. Cái ổi này thì ngon lắm rồi ha, nhưng mà cái này nó đậu ít hơn cây ổi kia, tại cái này cũng mới mua trồng có một mùa mà bây giờ nó ra bông lại các bạn. Này, nó ra bông lại này, trời ấm áp. Ồ, nó ra bông này, trời ấm áp ấy, nó ra bông có đậu trái đã lắm á. Ồ, trái này trái nó bự ơi là bự luôn á, đã ha các bạn ha, khoe với các bạn chút chơi vui nha. Đó, nè trái này, wow thấy là ham lắm, trồng trong chậu nè, chậu
chậu 25 gallon nè, đó các bạn thấy cái chậu không có chùm với đất, đất ở đây á, đất ở đây cứng lắm, đất ở đây cứng lắm, không đào được đâu, đất núi mà cứng lắm, đất núi đất biển á cứng lắm đó, các bạn thấy thấy mà ham luôn, thấy mà mê chưa ha, đó. Còn cái em này là Đài Loan tím á, nằm trong bột nè. Rồi đến cái em kilo nè các bạn, các bạn thấy kilo của mình khủng khiếp chưa, cũng bự lắm á, mới đây mà thấy bự chưa, thì da một cặp này, một cặp bự khổng lồ, cái này nó bự mà nó còn xanh lắm nha, nó còn bự nữa nha, đó các bạn thấy chưa, bự chưa. Mình cũng bỏ phân 14-14 vào bone meal rồi đó. Đó, rồi tưới nước bình thường ha, đây tưới nước bình thường. Mà qua cái mưa bão cái xong cái nắng lại cái nó tốt nè. Mà dòm ra u cha thấy trái bự quá. Mình phải đi kiếm bao lớn để mình bao nó lại, tại nó còn xanh lắm mà. Nó còn xanh lắm, mấy bao nhỏ chặt hết rồi. Đó, mời các bạn ngắm một chút xíu cái cây ổi kilo nè ha. Mình giữ lại như đây mà cũng còn hơi nhiều đó nha, cũng còn hơi nhiều đó. Bỏ bớt nữa mà uổng quá, kệ nó ha. Bỏ bớt nữa mà uổng quá, thôi kệ đi. Mà nhưng mà nếu mà ăn nó ngon á thì mình giữ. Nó sợ không biết ăn có ngon hay không nữa. Đó, trồng lúc mới trồng không có biết giống á, nghe nói cái mua trồng. Bây giờ trồng ra xong nó ra trái rồi á. Có cây thì nó ngon, có cây nó không ngon. Cây nào không ngon thì bỏ ha. Chứ đừng có tiếc với các bạn ơi. Mua giống tốt về trồng, mua giống ngon về trồng, nó tiếc mình để mình trồng ăn nó có ngon đâu. Kilo thì cũng rẻ, có 100 đồng cây, đâu có mắc vậy đâu ha. Đó, mình có một bụi tàn ô Nhật nè các bạn. Nó lên nó đẹp chưa. Trồng một chậu vậy là đủ ăn rồi, đâu cần trồng nhiều ha. Đây, blueberry nè, blueberry cũng trái dữ dằn lắm á, tháng này ấm lại rồi cây nó ra bông ra trái lại tiếp nè. Dùm thấy mấy cái ổi thấy ham quá các bạn ơi, đó. Thấy mấy cái ổi ham trái ha, trái nhất là cái ổi Đài Loan ruột trắng nè, trái nhiều ghê á, đã chưa, quá đã luôn các bạn ha. Nó giữ trái luôn, mau qua mùa lạnh mưa bão vừa rồi nó không sao à. Nó lên lại càng lớn nhanh nữa chứ. Rồi mời bác ăn ngắm một chút nha. Cây ổi Đài Loan ruột trắng. Trái bự 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 không à. Hello, hello, chào các bạn nha. Hôm nay cây ổi Ruby Thái của mình, cái trái nó bự nè các bạn. Thấy cái trái nó bự chưa? Oh wow, ổi Ruby Thái đó. Mấy trái nhỏ nhỏ mình thấy mình ăn ngon quá trời luôn. Đây trái nó nè. Được trái bự rồi, chắc cũng gần á, gần ăn được rồi đó các bạn. Mình quay cho các bạn ngắm nha. Cây Ruby Thái này nó bự ơi là bự khổng lồ luôn á các bạn. To quá trời to luôn. Đó, các bạn thấy trái nó chưa? To chưa? Qua mùa xuân ấm áp nó sẽ đậu trái nhiều nữa, tại vì nó đang làm bông này các bạn, làm bông quá trời bông luôn đó. Trái đã ha, quá trời đã. Cái ổi Ruby Thái nè, ổi Ruby Thái nè các bạn, gốc này trồng trong cái chậu 25 gallon á, mà nó mau lớn dễ sợ luôn các bạn ơi. Bông á, lúc này bông ra nhiều lắm, có đậu trái nè, có đậu trái nhưng mà lạnh á. Mà cái ổi Ruby Thái này nó chịu lạnh ghê ha, nó cái lá nó bị đen đen chút thôi, nó không sao hết. Ở trên bông quá trời, ở trên ngọn bông quá trời bông luôn. Rồi mời các bạn ngắm cây ổi Ruby Thái đầu năm nha. Đó, đã chưa, quá đã luôn nè. Ở dưới mình quăng bình quăng đồ vô cho mấy con chuột, mấy con sóc nó khỏi đào, nó nhào vô, nó đụng cái thùng bự rồi nó nhào ra.
chứ đóng lưới được cũng mắc công quá, đóng lưới xong thấy cũng bất tiện quá. Đó, giờ lụm mấy cái bình lớn lớn một chút đó các bạn, đổ nước vô cho nó nặng ấy, thì quăng vô mấy cái gốc cây, có gì mình lấy ra mình bỏ phân rồi nó cũng dễ hơn là mình đóng cái lưới. Đó, các bạn thấy chưa, giờ bắt đầu tháng 3 là bỏ phân cho nó tốt, giúp cho nó ra bông đậu trái cho tốt, để được nhiều trái ha. Wow, bự quá trời luôn á các bạn. Trồng mới có 1 năm mà nó to vậy nè. Các bạn thấy chưa, nó to ghê chưa. Trồng mới có 1 năm thôi đó. Hello, chào các bạn nha. Sắp sửa ngày mai, ngày mốt. Ngày mai là bão tới rồi. Ngày mai, ngày mốt là bão tới ở miền Nam Cali rồi đó các bạn. Nghe nói là mưa to gió lớn lắm nên mình hái mấy cái trái ổi vô để mình review cho các bạn thử ha. Ăn thử thịt coi nó ngon. Đây là ổi Đài Loan á các bạn, Đài Loan ruột trắng nè. Mà nó bự dễ sợ luôn các bạn ơi. Mình nuôi nó bằng cái phân mình pha chế đó, sữa và trứng gà với rồi vi sinh đó các bạn. Mình tưới 2 ngày mình tưới 1 lần. Một lần làm tưới cho nó 1 lít trong một cái gốc cây á. Mà cách đây có một mấy tuần lễ ha. Mà mấy cái trái này nó bự nè, các bạn thấy chưa? Đó, nó cần dinh dưỡng dễ sợ luôn. Hôm trước mình có chỉ cho các bạn, mình có nói là pha phân sữa trứng với lại vi sinh á. Tưới vô nhưng mà mình làm thử á, mấy trái măng cầu nó cũng bự rồi. Nó cũng đẹp rồi, giờ mấy trái ổi nó đang ra mà mùa đông này á, các bạn thấy chưa? Tháng 2, bữa nay là 16, 17 giờ tháng 2 á. Mà cái cây ổi, cái gì, Taiwan ruột trắng á, mà của mình nó được 10 trái luôn á các bạn. Mà trái nào trái nấy nó bự, như là mấy trái kia nó còn xanh, nó chưa có bự. Cái trái này gần phao luôn á các bạn, dễ sợ ha. Hồi đó giờ mình trồng á, chưa có khi nào được trái ổi mà nó bự như gì hết á. Cái này nó to, nó ngon là không phải là phân hóa học nha. Làm tưới bằng phân sữa với trứng với là pha cái vi sinh Yên quan á. Cái mỗi ngày, cách 2 ngày, 3 ngày mình tưới cho nó 1 lần, 1 lít. Mà không phải pha mà tưới nhiều đâu, 1 lít chỉ có 1 muỗng thôi, muỗng canh thôi đó. Nên thật sơ ra nó cũng rẻ lắm, không có mắc tiền giống như mình mua phân đâu các bạn ơi. Sữa đậu nành, sữa tươi gì á, của mình cũng được hết, sữa hết hạn rồi đó. Đó, đó các bạn thấy cái trái ruby thái này. Hôm trước á, nó ra cả chục trái mà nó đều đều, nó không lớn. Nhỏ nhỏ mà hái vô ăn thì ăn ngon lắm. Còn cái trái này mình cũng tưới luôn nè. Mà nó bự ghê chưa, gần nửa phao luôn á. Ruby Thái nha các bạn. Còn cái ổi Đài Loan á, Đài Loan ruột hồng á, Ruby Đài Loan á. Mà sao tháng này cái ruột nó hồng cỡ này à các bạn. Nó hết trái rồi, chỉ còn 1-2 trái. Nó còn có trái này là chín à, mình hái vô. Để hồi review thứ ha. Đó, xong rồi mình sắc, mình nói cho các bạn nghe, xong rồi cái mình sắc ra. Tại mình chỉ, đây là mấy trái sweet cream mình hái đợt này nè các bạn. Các bạn thấy không? Nè, bự hơn phao không á. Ây da, hơn phao không á các bạn ơi. Sợ mưa bão nên hái, chứ không để nó lớn nữa. Tại vì nó chịu ăn sữa và trứng dễ sợ luôn các bạn. Cây nào cũng vậy hết. Mấy cái mà nho thân gỗ, trời ơi bông nó đậu hết trơn à. Đợt này nó đậu còn nhiều hơn đợt trước nữa. Đó, đây cái trái sầu riêng nè các bạn. Đây sầu riêng nè. Đó, sầu riêng nó ra cái dáng sầu riêng chưa. Hổm mình hái một trái 2 phao bữa nay. Trái này cũng gần 2 phao nữa nè. Các bạn thấy chưa? Đã chưa? Trái mình nuôi để lại nuôi cho nó lớn á. Còn đây là cái do thái xanh, cái cây do thái xanh nó ra cái trái giống gì? Một trái bự luôn nè ha. Còn ly sa vàng à. Còn được trái này hơi bự thôi, còn như nhỏ nhỏ hết mùa rồi ha. Đó, mình trồng mình giữ được 2 trái bưởi. Tại cây nhỏ mới trồng nó để thứ 1 trái thôi. Cái này là bưởi biên hòa. Còn cái đây là nó là bưởi da xanh nè.
mà không biết nó già chưa nữa. Sao thấy cái này nó, nếu mà nó chưa già thì uổng ha. Bữa gia sinh của anh Thịnh nè, ảnh nó ngon rồi lắm, anh chiết á. Mình lấy một cây mà mình để một trái thôi á, không có lấy nhiều, để sang năm mới lấy, mới trái nhiều ha. Năm nay để một trái ăn thử thôi, đó. Thấy đã chưa? Trời ơi, trái nào trái nó bự nè các bạn ơi. Đó, không phải tưới phân hóa học đâu. Các em dặn chị đừng có tưới phân nhiều quá. Pha, không có tốt không? Phân này là phân mình tự chế em, chứ không phải là phân hóa học. Mình tự chế sữa trứng với là cái vi sinh á, có cái vi sinh vô thì nó tốt. Còn không có thì không cũng được, nhưng mà mình pha đâu mình phải tưới đó. Mình không có để lâu được nó sẽ hư, có vi sinh vô với đường. Ha. Mà không ngờ mấy trái ổi nó cũng bự luôn á các bạn. Nè, ổi bự gì nè. Hơn phao, gần gần phao chứ không phải hơn phao ha. Được 5 trái là 4 phao á. Hơn 4 phao á, thấy chưa? Còn trái mãng cầu này phao rưỡi này, sầu riêng này. Wow, đã chưa? Hơn phao rưỡi á. Nè. Tại vì mưa bão mình hái á, chứ mình để nữa nó lớn nữa. Nằm nào trái này nó còn xanh, nó chưa nứt gai gì hết không? Mà không hái vô sợ trời mưa nó hư hết. Còn một mớ mà nhỏ nhỏ thôi kệ, phú cho trời ha. Rồi để mình xẻ cái ruby thái nè. Các bạn thấy ruby thái không? Nặng ơi là nặng luôn á. Cầm trái ổi nặng chắc ruột lắm á. Rồi mắng cầu cũng đã nè. Mắng cầu còn mấy trái hái vô nè. Còn mớ nhỏ nhỏ thôi để yên vào đó ha. Đó, các bạn thấy không? Mình cho ăn phân đó, mình nuôi nó đó, như là nuôi đứa con này đó các bạn, nuôi em bé gì đó ha. Tại trồng trong chậu mà mình phải nuôi nó chứ, mình không nuôi nó đâu có lớn nổi. Tưới phân hóa học thì không có tốt. Đây các bạn ơi, mình sắc ra rồi nè, mình sắc cái trái ruby thái nè. Ồ, các bạn thấy trông đẹp chưa? Ruby thái nha, một trái nửa phao, hơn chấm sáu lận, chấm sáu chấm bảy ao lận. Còn cái trái này là ruby, cái này là Đài Loan kho ruột trắng ít hột nè, không hột nè, silet đó. Đây thấy trong ruột của nó nè, không có miếng hột nè ha. Mà sao cái Đài Loan này chín rửa nó hơi ưa đen đen đó ha, mà nó không sao, nó đẹp chưa? Ồ, nó đẹp quá trời luôn. Còn đây, đây là ổi đây mình nè các bạn, ổi đây mình nè. Mình cái này mình mua thôi, chưa trồng, có trái ở nhà, trái mua. Còn đây là Đài Loan ruột hồng, ruby Đài Loan ở nhà trồng này nha, được mùa này nó được trái này. Còn Đài Loan ruột trắng thì được 5 trái, hái vô 5 trái, còn ngoài 5 trái nữa là 10 trái luôn á. Năm trái kia để cho nó hứng chịu mưa bão, xong rồi cho nó nuôi cho nó lớn, chứ không hái vô để coi thử mai mốt qua mưa bão thì nó có ngon không, nó còn ngon không ha. Để mình review cho các bạn thấy nè. Đó, mãng cầu cái nào cái đấy nó bự hết các bạn ơi. Trái là nó bự, coi như là nó chịu ăn cái chất dinh dưỡng của mình pha đó. Thì cái coi nhiều người thì nói đừng có tưới phân hóa học, không mình không có tưới phân hóa học đâu, mình tưới phân mình tự chế thôi. Mình thử thí nghiệm mấy cầu thấy lớn quá, tốt quá, cái mình tưới vô mà ổi luôn, rồi tưới qua phân nho gỗ luôn, nho thân gỗ luôn. Còn mấy cái bưởi thì không có tưới nè, tưới mới tưới ít à, nên nó chưa có đẹp mấy ha. Đó, để mình ăn thử cái đây mình trước nha. Ủa mà ăn cái nào ngon trước ha. Cái là ruby thái nè, mời các bạn nha. Ngon á, chua chua ngọt ngọt. Mùa mưa bão mà nó còn như vậy là ngon quá, mà nó đặc ruột lắm. Ngon ngon chua ngọt ha. Mà ổi này nhà trồng ha. Còn cái này là ruby Đài Loan. Ủa, Đài Loan ruột trắng mà không có hột. Thử cái này luôn ha. Ngon. Không có hột. Trời mưa nào nó không lạc ha. Chua chua ngọt ngọt.
chấm muối ớt vô một chút thì ngon. Tại cái này mình mới hái, vừa hái vô xong cái mình review liền á thì nó chưa ngọt lắm, giòn, độ giòn nó giòn ngon. Nếu mà trời không có mưa nó ngọt ngon, nó hơi lạc lạc một chút ha. Này quả ổi ruby Đài Loan à, ruby Đài Loan. Mà tháng này mùa lạnh á, nó không được hồng mấy à, chín ruột nó không hồng mấy. Ăn thử luôn ha, thử luôn ha. Cũng ngon lắm, ngon giòn xốp mà đều không có ngọt bằng, không có ngon bằng cái lúc mà mùa kia. Mùa này nó bị mưa rồi bị lạnh á. Mà cái ruby Đài Loan á thì nó xốp hơn cái là Đài Loan ruột trắng ha. Rồi cái này nên cái mấy cái ổi này là hàng tiễn không nha, hàng hiệu không á các bạn. Còn đây là đây mình à. Thử đây mình luôn ha. Đây mình này mình mua để cũng lâu, cả tuần lễ hơn hôm Tết, nên bây giờ nó cũng hơi mềm chút, nó cũng ngọt lắm à, cái hậu cũng ngon, cái hậu ngon. Đó, coi như là bốn giống ổi này là đều ngon hết nha, ngon tuyệt vời. Tùy theo mỗi người, tùy theo mỗi người ăn rồi đánh giá nó là số 1, số 2 gì, chứ mình thấy đều ngon hết. Mỗi thứ nó có một cái ngon khác nhau. Cái này thì giòn giòn, chua chua ngọt ngọt. Còn cái này thì chua ngọt, ít chua hơn. Đài Loan trắng ít chua hơn. Còn cái Đài Loan ruột hồng á, thì nó xốp xốp hơn Đài Loan ruột trắng ha. Nếu mà đúng mùa nó ngon lắm, tại vì bây giờ cũng trái mùa rồi. Còn cái đây mình cũng ngon lắm. Là điều nó khác á, nó ít ngon hơn cái kia chút. Coi như nói cái này ăn có hậu ngọt một xíu, coi như cái tùy theo mọi, tùy theo ý thích của từng người ha. Nhưng mà mấy cái giống này là mấy giống ngon ha, giống ngon. Còn mấy cái cây mà trồng trái nhiều á, nó không ngon mình cũng đem bỏ, mình cũng chặt bỏ để làm giống này ăn ngon hơn. Mà đã trồng một cây đáng một cây luôn ha các bạn ha. Đó, mấy trái mãng cầu ô bự khổng lồ luôn, quá đã luôn. Ôi cái nào cũng bự hết các bạn ơi, cái nào cũng bự hết, to ầm à. Phân này là siêu organic luôn á, chứ không phải là organic nha các bạn. Nhiều khi organic nó chế thì nó bỏ thêm chất bảo dưỡng rồi gì nữa đó. Còn cái này là mình tự chế luôn, mình siêu organic luôn mà. Mà rẻ, tiền ơi là rẻ nữa, đâu có mắc, đâu có phải mua bao mấy chục đâu. Mình tự làm hết, EM1 gì cũng làm luôn, làm tốt hết. Rồi tự pha, tự biên, tự diễn ha. Nên mình chia sẻ cho các bạn thấy đó, kết thành quả của mình, kết quả của mình rất là tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời luôn các bạn ơi. Phải nói là trên cả tuyệt vời. Năm nay mình thành công trên cả tuyệt vời luôn. Trái nào trái nó bự sư mà ngon quá trời. Mà tháng này tháng 2 qua Tết mười mấy ngày. Qua Tết mấy ngày rồi. Mà còn có ổi ăn nữa. Quá đã luôn. Ổi mãng cầu. Ha. Rồi thôi xin cảm ơn các bạn đã thưởng thức ha. Chúc các bạn một năm an bình hạnh phúc, bình an hạnh phúc, khỏe mạnh, dồi dào sức khỏe ha. Xin chào tạm biệt các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã thưởng thức những video của mình ha. Xin chào tạm biệt. Bye bye, bye bye, bye bye.